Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ Bogota, thủ đô nước Colombia, Nam Mỹ. Thưa quý vị, trong tuần qua, nước Mỹ xôn xao về một câu chuyện mà do ông Bob Woodward và người cộng sự đã mô tả trong quyển sách của ông, đó là Tổng tham mưu trưởng của nước Mỹ là Đại tướng Mark Milley đã có hai cuộc điện thoại đến người đối tác đồng cấp bên Trung Quốc là tướng Li Zuochen, tức là tướng Lý Tắc Thành, để cảnh báo cho Trung Quốc biết rằng có thể vì để cứu ngôi vị Tổng thống thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ mở một cuộc tấn công khai chiến. Hai cuộc điện thoại đó, theo mô tả của ông Bob Woodward trong quyển sách của ông, đó là vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 và ngày 8 tháng 1 năm 2021. Hai cuộc điện thoại này là tiết lộ bí mật, ý định có thể cựu Tổng thống Donald Trump tấn công Trung Quốc. Báo chí truyền thông của Mỹ trong tuần qua tốn rất nhiều giấy mực về chuyện này. Những thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa như là thượng nghị sĩ Mark Rubio, Ted Cruz, v.v. lên án đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội của Mỹ là ông Mark Milley đã phạm tội phản quốc. Đó là hành động phản quốc. Treason. Ông phạm tội phản quốc vì ông tiết lộ bí mật. Có hay không có, đó là quyền của Tổng thống. Và đừng coi thường quyền lực của tiếng Mỹ, nó gọi là civil authority, quyền lực dân sự. Ông Mark Milley cũng chỉ là một vị tướng về võ, về quân sự, thì ông không thể hiểu hết được những tính toán của dân sự. Nên ông đừng có xen kẽ từ quân sự sang dân sự mà báo lên trên đối tác đồng cấp của ông là ông Lý Chuân Trận, Lý Tắc Thành. Các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa rất là bất mãn. Người ta hỏi cựu Tổng thống Donald Trump thì ông nói rằng là ông cũng không muốn nói sâu vào, nhưng mà đã rõ ràng là ông tướng Mark Milley đã phạm tội phản quốc. Đó là góc nhìn của Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng đó là tội phản quốc. Thưa quý vị, nhớ lại đó là chính cựu Tổng thống Donald Trump là người đề cử ông Mark Milley lên làm Tổng tham mưu trưởng quân đội, chức vụ cao nhất của quân đội. Nhưng sau khi mà ông thất cử đó, thì ông cho rằng là ông Mark Milley đã có những cái hành động không có được đàng hoàng khi mà nói rằng là không tuân lệnh Tổng thống như ông. Ông đã chỉ trích ông Mark Milley. Ông chưa có biết là ông Mark Milley đã gọi điện thoại cho ông Lý Tắc Thành một cách bí mật vào ngày 30 tháng 10, tức là 3-4 ngày bầu cử, trước ngày bầu cử. Và vào ngày 8 tháng 1, tức là biến cố sau khi mà có bạo động ở tại đồi Capitol. Nếu ông biết được chuyện mà ông Mark Milley bí mật tương tác với đồng cấp là ông Lý Tắc Thành về vấn đề này đó, vào ngày 30 tháng 10 đó, thì trước ngày bầu cử chắc ông đã đuổi gỗ ông Mark Milley rồi. Thưa quý vị, ngay chính trong ngày bầu cử, thì lúc đầu người ta lại tưởng là ông cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử cơ mà. Cho nên cái chuyện mà gọi là ông Mark Milley còn gọi trước ngày bầu cử cho thấy rằng là ông ấy không có tính trung thành và trung thực. Ông ấy đã đem chính trị vô xen kẽ trong cái hành động quân sự của mình. Chưa biết kết quả cuộc bầu cử như thế nào mà ông đã dám nói rằng là Tổng thống Donald Trump có thể là tấn công Trung Quốc vì là lấy một cái cớ để bảo vệ cái ghế Tổng thống của mình.
Do vậy đó chính là ông Mark Milley đã phản bội lại nước Mỹ. Phản bội là cái nguyên tắc hành chính là đem quân sự vào trong vấn đề chính trị của dân sự. Thưa quý vị, bên phía Trung Quốc họ không có muốn nói nhiều, tại vì đây là cái chuyện nội bộ của nước Mỹ. Nhưng mà rõ ràng là nước Mỹ rất là nóng trong những ngày qua. Tổng thống Joe Biden thì ủng hộ ông Mark Milley, tại vì ông nói rằng là ông Tổng thống Trump là rất là bấp bênh, muốn phải bảo vệ sự hòa bình của thế giới. Và Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi cũng ủng hộ, vì đây là cánh dân chủ mà. Ông tướng Mark Milley còn trả lời với đài Associated Press nói rằng là, cho nên là việc mà ông gọi cho tương tác đồng cấp ông Lý Chua Chen, tức là Lý Tắc Thành á, là hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp, hợp với cái gì, cái chức vụ của ông. Ông dám trả lời như vậy. Và ông nói rằng là ông gọi cho ông Lee Chun-chen vào ngày 8 tháng 1 là tại vì bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi gọi cho ông, nói rằng là coi chừng là với cái đầu óc bấp bênh bệnh hoạn của ông Donald Trump, ông có thể ông tấn công Trung Quốc bất cứ lúc nào, gây một chiến tranh để ông giữ lại cái ghế quyền lực tổng thống của ông, không chịu trao quyền. Nên ông mới gọi cho ông Lee Chun-chen chuẩn bị. Đó là ông còn trả lời như vậy. Xong rồi ông nói là chứ bây giờ đó không ai có quyền phán đoán lên trên tôi, hãy để cho các nhà lập pháp phán đoán lên trên tôi. Tôi sẵn sàng ra trước Quốc hội của Mỹ để điều trần và bất cứ một câu hỏi nào tôi sẽ trả lời. Không ai có quyền phán quyết lên trên tôi, chỉ trừ Quốc hội Mỹ. Ông nói như vậy nó bằng. Thưa quý vị, một vị đại tướng tham mưu trưởng quân đội cầm quyền cao nhất, chỉ sau Tổng thống, mà đã nói câu nói đó như vậy thì quý vị nghĩ sao? Không tuân lệnh Tổng thống mà dự trù là Tổng thống có làm cái gì thì báo cho đối thư phương biết, báo cho kẻ thù biết, là xót xác như vậy đó, là có gì là chuẩn bị. Nếu thí dụ mà cựu Tổng thống Donald Trump điên rồ làm một cái chuyện gì đó thì Trung Quốc biết hết rồi, diệt hết biết bao nhiêu sự tác chiến của nước Mỹ. Và biết bao nhiêu quân nhân và dân sự của Mỹ sẽ phải chết chỉ vì cái lời cảnh báo trước đó, chuẩn bị cho đối phương biết đường, coi như người ta bảo là chỉ điểm mà, để diệt. Thì còn cái gì nữa là một vị tướng. Ông thượng nghị sĩ Mark Rubio đó, ông mới nói là chứ ông Mark Milley phải từ chức ngay lập tức, ông đã phản bội tổ quốc, ông không thể ngồi lại trên cái ghế này được nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với thượng nghị sĩ Mark Rubio về vấn đề này. Vấn đề chính trị, chuyện chính trị là hãy để cho giữa hai đảng đấu với nhau. Ông là một quân nhân, chỉ trừ khi nào mà Tổng thống ra lệnh cơ. Lúc mà Tổng thống ra lệnh, ông cảm thấy rằng là nếu nó có một cái gì nguy hiểm đến an ninh quốc gia bệnh hoạn đó, thì ông có quyền lúc đó gọi cho Quốc hội. Ông có quyền lúc đó gọi cho Phó Tổng thống, ông có quyền lúc đó tương tác với bà Chủ tịch Quốc hội. Chưa có phải có cái gì hết mà ông đã gọi là đã làm rầm lên trước rồi. Ông đi gọi là chứ là cầm đèn chạy trước ô tô, chỉ điểm cho đối thủ. Thật là nhục nhã cho nước Mỹ có một ông đại tướng Mark Milley như vậy. Nhục. Ông cũng dám nói rằng là ông làm trong ông hoàn toàn làm theo trách nhiệm và bổn phận của ông. Trách nhiệm và bổn phận của ông là thi hành theo lệnh của cấp trên, là Tổng thống. Nếu mà Tổng thống chưa ra lệnh thì ông cứ việc im đi. Trừ khi nào mà Tổng thống ra lệnh mà ông cảm thấy rằng là nguy hiểm đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông cảm thấy có cái gì đó nghi vấn, thì ông có quyền nêu nghi vấn đó với Quốc hội nước Mỹ, với Phó Tổng thống, với những người có trách nhiệm, với luôn cả tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Chứ ông không có quyền đi nước cờ trước mà ông cho rằng ông có quyền là Tổng tham mưu trưởng, ông vượt quyền Tổng thống. Ông báo cho đối thủ, tức là ông chỉ điểm. Mà như vậy ra là không có thì ông làm nhục cái vị lãnh đạo của ông, là ông làm nhục Tổng thống. Tổng thống Donald Trump có thể có những cái ứng xử bất thường, nhưng mà cái kiểu cách đó là kiểu cách chính trị của ông.
mà bảo rằng ông điên rồ để ông khai hỏa chỉ vì cái ghế tổng thống của ông, thì hoàn toàn là nhận định sai lầm của đảng Dân Chủ và của bà Nancy Pelosi cũng như của riêng chính ông Mark Milley. Hoàn toàn sai lầm. Vậy mà ông còn cương cổ, gằn giọng lên trước ống kính của đài Associated Press nói rằng là ông không có lỗi gì hết. Ông sẵn sàng ra trước Quốc hội. Và đương nhiên trước Quốc hội trong những ngày tới chỉ vài ba tuần thôi là ông sẽ xem thấy rằng Mỹ nó gọi là ông in the hot seat. Ông ngồi trong cái ghế nóng đó là ông sẽ biết liền thôi. Tôi đây mới từng là một nghị viên quèn thôi mà cũng đã nhìn thấy được vấn đề cho huống chi lên trên cái ghế liên bang đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ cho góc nhìn của ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông thượng nghị sĩ Marco Rubio và đảng Cộng Hòa như ông Mitch McConnell. Hoạt động đó của ông Mark Milley là hoạt động phản quốc, cần phải đưa ra tòa. Phải đưa ra tòa hình sự quân đội. Và ông Mark Milley phải bị từ chức ngay lập tức, hoặc là không phải từ chức nữa, mà phải bị tước lon xuống còn là binh nhì ngay lập tức. Đưa xuống binh nhì và tống cổ ra khỏi quân đội. Thì mới hả giận của những người dân Mỹ mà họ thấy rằng là ông vi phạm cái nguyên tắc vượt quyền như thế, là phản quốc báo cho đối thủ biết có chuyện gì xảy ra mà chuẩn bị, lỡ có gì đi nữa đó thì chính nước Mỹ sẽ bị thiệt đòn rất nặng nề về các quân trang quân cụ lẫn luôn cả sinh mạng con người. Thiệt là tệ cho ông Mark Milley. Chuyện của ông Mark Milley, thưa quý vị, nó sẽ còn tiếp diễn dài dài trong những ngày tháng tới. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.